Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất là vui hôm nay em Tuấn được gặp lại quý vị và các bạn trong một ngày thời tiết rất đặc biệt. Ngày hôm qua thì thời tiết ở Hà Nội cũng như là miền Bắc nói chung vẫn đang còn khá là ấm áp. Thì ngày hôm nay đã trời đã trở gió và đã kèm mưa cũng như là thời tiết không khí lạnh đã tràn về. Thời tiết rất là lạnh, đặc biệt là khi chúng ta đi xe máy ở ngoài trời thì đã cảm thấy rét buốt. Và đây là một cái thời tiết đặc trưng của mùa đông năm nay. Cũng như là mùa đông năm nay thì đến khá là muộn so với mọi năm các bác ạ. Đến thời điểm này thì bắt đầu mới lại lạnh, cũng có một tí không khí đặc trưng đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ gặp lại quý vị các bạn trong một video mới và sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc đài cũng rất là đặc biệt. Đây là chiếc đài Sharp VFF939 hay còn gọi là Sharp 939, một dòng đài thuộc phân khúc cao cấp cũng như là rất là nổi tiếng và âm thanh của nó cho ra rất là hay. Và để tìm được một cây đài đẹp như thế này thì cũng cực kỳ là khó. Khó là gì ạ? Khó với cái số tiền chúng ta bỏ ra mà chúng ta ưng ý được với chất lượng của chiếc đài. Còn nếu chúng ta bỏ ra khoảng độ 2-30 triệu, 40 triệu, số tiền nó nhiều thì chúng ta mua nó đơn giản thôi đúng không quý vị các bạn? Còn chúng ta bỏ ra số tiền nó tương đối nhỏ mà mua được cây đài đẹp thì mới là khó. Và đây là một cây đài em Tuấn cũng mới về được thôi. Ngày hôm qua thì cũng định lên sóng nhưng không kịp. Thì hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một cây đài Sharp 939 màu trắng. Đấy. Một cây đài so với tuổi đời của chiếc đài này thì đến tầm này thì nó còn đẹp như thế này thì phải nói là đây là một cây đài thực sự đẹp. Em Tuấn sẽ quay mọi góc cạnh cũng như là chi tiết loa cũng như là cục giữa và thân máy, anten quay sách để các bác có thể đánh giá được chiếc đài này đẹp ở mức độ nào. Đây là phần nóc loa bên phải nha các bác nhé. Tất cả phần thân nhựa thì còn chắc chắn, lành lặn và không hề bẻ dập. Và đặc biệt là phần chrome. Một cây đài đẹp thì được đánh giá là cái phần chrome ở trên những chi tiết mạ gồm như loa tép này, rồi xung quanh viền loa bát này, rồi những cái chỉ đỏ này, rồi căng sắt này. Căng này căng zin các bác nhá, chưa có sơn lại một tí nào cả. Đấy, căng zin này. Rất là đẹp nhá. Chúng ta quay này, em sẽ quay góc cạnh để các bác có nhìn thấy cái vẻ đẹp của phần chrome này. Rất là tuyệt vời. Còn bác nào mà có Zalo của em Tuấn rồi thì có thể vào Zalo xem những cái ảnh full HD mà em Tuấn có gửi ở trong Zalo. Đấy, các bác có thể đánh giá được hai phần chrome ở hai bên quai sách này. Anten này, đấy, anten zin các bác nhá, đang còn rất là đẹp này. Loa bên trái này. Đó. Phần chrome đấy của loa tép này. Vẫn đang rất là sáng bóng nhá. Tất nhiên để độ hoàn hảo 100% thì không được các bác nhá, vì trải qua khoảng độ 3-40 năm rồi, chúng ta cũng không thể tránh khỏi được đâu. Đây là mặt cục giữa. Đấy, tất cả các phần chữ nghĩa này đấy, đều đang còn rất là nét. Cái phần thanh nhôm này, đấy, mạ chrome ở phía trên này này. Đấy, tất nhiên có dấu ấn thời gian này, thế nhưng mà vẫn đang còn rất là đẹp. Và các nút chức năng này gồm các cần gạt equalizer, đấy, cần gạt volume. Rồi cái tất cả các nút nhất, nút nhấn này đấy, đều đang còn rất đẹp. Hai cửa băng tem zin các bác nhá. Tem cửa băng này là tem zin này. Đấy. Còn cái tem này là em dán thêm này các bác nhá. Tem loa là em dán thêm. Các bác nào không thích có thể bóc ra. Đấy, còn tem cửa băng là tem zin. Rất đẹp. Chúng ta sẽ có nút chức năng gồm có như nút đỏ này là nút nguồn này. Tắt nguồn đi này. Mở nguồn lên này. Đó. Còn đây là nút chức năng này. Gồm có băng cassette này. Line này. Radio này. Đó, chúng ta để chức năng nào thì chúng ta bấm vào đó các bác nhá. Còn đây là 10 cần gạt equalizer. Đây nó ghi số 10 này. 10 băng này. Equalizer. Chúng ta có thể gạt lên bát này, chung này, tép này. Chúng ta nghe vừa tai đâu thì chúng ta để cần gạt đó. Và đây là hai volume, một loa trái, một loa phải nhá. À, các bác có thể là di chuyển tùy theo. Còn đây là dưới này là hai cửa băng này. Nút vớt đây các bác nhá. Đấy, ấn vớt bên cửa A này. Vớt cửa B này. Stop này. À, cơ đang còn mớt rất là mới nhá. Đài đang còn rất đẹp này, các bác nhìn này, đó. Cửa B này. Sáng trưng luôn. Nói chung là tổng quan cây này cũng rất là đẹp. Mang màu sắc màu trắng. Và đài Sharp 939 thì em cũng xin chia sẻ luôn là nếu mà màu trắng thì sẽ đắt tiền hơn màu đen các bác nhá. Đài Sharp 939 thì có hai màu đặc trưng của màu trắng và màu đen. Thì màu trắng này sẽ đắt tiền hơn màu đen. Tùy theo độ đẹp thì nó chênh nhau khoảng độ 1 cho đến 2 triệu. Hoặc là thậm chí 3 đến 4 5 triệu nếu mà đài bãi hàng của Đức về.
Đây là tem thông số của máy nha các bác nhé. Đấy, VKF939Z. Số Serino là 001-20602. Đài đang còn rất là mới. Các bác nhìn cả những cái đầu rắc này. Rắc hoa sen đấy ạ. Đây. Rắc line in này. Cầu đấu dây loa. Rắc nguồn. Anten zin các bác nhé. Quai sách zin. Ok, và sau đây anh Tuấn sẽ test cái phần băng cassette. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng thưởng thức nhé. Em sẽ cho luôn hai cuốn băng vào hai cửa và em chỉ bấm play thôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ test qua phần radio. Chúng ta sẽ ấn nút chức năng này vào. Đó, chữ radio nó ghi ở đây này. Đó, và chúng ta sẽ dò sóng thôi. Lúc quản lý. Thế nhưng mà cái việc phân bổ cái đất công đó, giao đất cho thuê đất cho các chủ thể để thực hiện các dự án thì lại phải thực hiện thông qua cái thủ tục của luật đấu giá tài sản, thì nó đã thân thắt cái trách nhiệm. Được thụ hưởng thì đã đạt được cái mục tiêu đề ra là cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em tiểu học, đặc biệt là ở các cái huyện nghèo, thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày. Ok, và tiếp theo chúng ta test qua phần line in thì chúng ta ấn cái chức năng line in vào và chúng ta kết nối với các thiết bị khác nha các bác nhé, các thiết bị phát nhạc, tiếng rất là hay, rất là chắc. Volume của dòng sáp 939 thì nó có hai phần, phần bên trái loa trái, phần bên phải loa phải. Các bác có thể là nghe từng loa một này, đó, rất là tiện nhá, thì âm thanh rất là hay. Cuộc tình ta chưa hết đoạn đường, hát nữa đi em. Equalizer hoạt động rất tốt các bác nhá, đó, hiệu ứng này rất là hay. Chuyện ngày xưa nhắn chi thêm buồn, đời ai không có những tâm sự.
Vâng, và em Tuấn cũng xin phép được dừng cái video test chiếc đài sắp 939 màu trắng tuyệt đẹp ở đây. Và tất nhiên giá tiền thì nó sẽ gắn liền với cả chất lượng cũng như là độ mới của đài. Và chiếc đài này thì lần đầu tiên em lên sóng ở trên kênh với cái giá tiền khá là cao, cao nhất từ trước đến giờ. Có nghĩa là kênh em Tuấn thì cũng đang hướng tới những cái giá thành bình dân để các bác có thể dễ mua. Nhưng mà chiếc đài này thì nó tuyệt đẹp và em Tuấn nhập vào cũng khá là cao. Và giá em đang giao lưu giá là 14 triệu đồng các bác nhé. Bao ship toàn quốc. Bác nào mà đã mua hàng, đã tin tưởng cửa hàng thì bác chuyển khoản đủ thì em Tuấn sẽ tặng các bác hai cuốn băng. Còn bác nào mà chưa mua lần nào có thể cọc cho em 1 đến 2 triệu lộ phí. Chắc chắn là cam kết các bác lấy hàng thì em sẽ gửi đài đến và các bác nhận đài, thanh toán số tiền còn lại qua bưu điện. Và các bác sẽ được tặng một cuốn băng. Tất nhiên là dây rắc thì các bác được tặng theo đài rồi. Và số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444 nhá. Các bác mua hàng có thể gọi điện nhắn tin hoặc là kết bạn Zalo cho em. Và một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.